thông qua chương trình Vitality để mà khuyến khích khách hàng thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái phần thưởng, phần quà hấp dẫn. Nếu khách hàng đạt được những cái mức độ khi mà tập thể dục ở mức bạc, mức vàng, mức bạch kim thì khách hàng có một quyền lợi vô cùng to lớn, đó là được nâng số tiền bảo hiểm lên 20, 30, 40%. Và đây là một cái động lực rất to lớn cho khách hàng. AA Vitality là một trong những công cụ duy nhất độc đáo trên thị trường hiện nay để giúp tất cả các chuyên viên tư vấn của chúng ta nâng cao năng suất. Vitality và sản phẩm có liên kết với Vitality sẽ là dòng sản phẩm rất quan trọng của AA Việt Nam trong thời gian sắp tới. Chúng tôi tin chắc rằng với những đại sứ của Vitality, với lực lượng MBRT đồng hành cùng với AA Việt Nam, chúng ta sẽ làm điều này một cách tốt nhất khi chúng ta mang sản phẩm này đến với cho khách hàng của Việt Nam. Thế nên với cái sức ảnh hưởng của các bạn lan tỏa cho tất cả các chuyên viên tư vấn khác trong ngành bảo hiểm người ta noi theo, thì bản thân của chúng ta nên sử dụng Vitality một cách hiệu quả nhất. MDRT why not không dùng Vitality nhỉ? Là một MDRT là người tiên phong để mang các dịch vụ cũng như các sản phẩm của AA đến với khách hàng, thì tôi hy vọng là tất cả các MDRT đều là những gương mặt đại diện cho chương trình Vitality để có thể truyền tải hết những năng lượng tích cực, những điều hay, những điều ý nghĩa của chương trình đến với tất cả các khách hàng của mình. Và đây cũng chính là cơ hội để các anh chị có thể rút ngắn khoảng cách về đích nhanh hơn trong vai trò của MBRT của những năm sau. MBRT khỏe cùng Vitality